đừng tiếc like và comment khi xem video này. Cách xem phong thủy nhà ở để rước tài lộc vào nhà cho gia đình bạn. Xem phong thủy để xây nhà như là một thói quen ăn sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta. Bởi vì phong thủy tốt không chỉ giúp gia chủ xây được nhà đẹp ở vẻ bên ngoài mà còn đẹp cả về của cải và tài vận bên trong nó mang lại. Vậy phong thủy nhà cần tìm hiểu những yếu tố gì? Người xưa quan niệm rằng vạn vật đều mang trong mình một hướng tốt riêng của nó. Vậy nên chọn hướng nhà chính là chọn hướng tốt cho căn nhà, giúp đem tài lộc và phú quý quanh năm vào nhà cho gia chủ. Phong thủy nhà ở cũng cho thấy nhà tốt sẽ góp phần đem vận may đến cho chủ nhà. Về hướng cửa, cửa là một yếu tố rất quan trọng tác động đến phong thủy, là vùng lưu thông của khí. Phong thủy nhà ở phân biệt rõ ràng hướng nhà và hướng cửa. Bên ngoài thì hướng cửa chính là hướng đón gió, còn bên trong là hướng cửa thường, là phòng khách. Do đó nên đặt cửa chính sao cho khi mở cửa ra thấy sự may mắn hay tràn đầy sức sống. Tránh đặt cửa chính quá cao làm rối việc di chuyển hoặc đối diện với cửa sau, cũng như vừa mở cửa đã thấy ngay nhà vệ sinh. Bước vào nhà nên thấy cây xanh tạo cảm giác êm dịu, tốt đẹp và vận khí. Về ngày làm nhà, trước khi xây nhà cần xem ngày và giờ động thổ. Người sẽ đứng ra làm nhà được tuổi để xây hay không? Nếu người chủ không phù hợp, có thể mượn bất kỳ thành viên nào đứng ra để cuốc nhát cuốc đầu tiên, đặt viên gạch đầu tiên khi đào móng xây nhà. Vị trí các phòng trong nhà, mỗi căn nhà đều có rất nhiều phòng, và để sắp xếp sao cho phù hợp với vận mệnh của gia chủ thì quả là điều không đơn giản. Sau đây là một số lưu ý khi xếp vị trí các phòng trong nhà theo phong thủy. Về nhà ở, phòng khách là phòng đầu tiên, là nơi có ảnh hưởng phong thủy khá quan trọng đến việc đón tài lộc vào nhà. Mọi thứ trong phòng khách đều phải mang lại sự tươi tắm, sự mới mẻ và dồi dào sức sống cho chủ nhà. Bàn thờ thổ địa là nơi thờ cúng những vị thần trong nhà, và chính vì lẽ đó, bàn thờ phải được đặt ở nơi dễ nhìn, thoáng đãng, sạch sẽ và đặc biệt là phải hợp với vận mệnh của chủ nhà. Vị trí bàn thờ đặt phù hợp theo phong thủy sẽ mang lại nhiều may mắn và tài lộc quanh năm cho cả gia đình. Về phòng bếp là phần quan trọng của phong thủy, không thể thiếu mỗi căn nhà. Phòng bếp là nơi nấu ăn và cũng là nơi có thần táo canh giữ, cho nên phòng bếp tuyệt đối không được cùng chung tường với nhà vệ sinh. Phòng ngủ là nơi tuyệt vời cho phong thủy những giấc mơ của cả gia đình sau những ngày làm việc mệt nhọc. Do đó phòng ngủ là nơi mọi vạn vật ôn hòa. Phòng ngủ không được đặt ở dưới nhà vệ sinh hoặc phía trên nhà bếp, gây luẩn quẩn khí xấu làm cho sinh bệnh tật. Kèm theo đó không nên đặt cây xanh, gương hoặc hình ảnh phản chiếu cản bên trong phòng ngủ, làm gia chủ khó ngủ và hay giật mình. Phong thủy phòng vệ sinh là nơi có hung khí rất mạnh, nên đặt phát bác trạch bố trí ở nơi xấu nhất trong nhà. Đó là cách dị độc trị độc, để hung hóa cát. Theo nguyên lý này, khu vệ sinh phải nằm vào vị trí xấu là hung của ngôi nhà sẽ hợp hơn là đặt vào vị trí tốt. Về bên ngoài nhà, phong thủy nhà ở cho rằng nhà thì nên có cổng, vì cổng nhà chính là để đón điềm may vào nhà và ngăn chặn không cho điềm xấu vào theo. Cổng nhà nên xây cao, có cửa và sáng sủa sân. Nhà dù nhỏ hay lớn đều nên để tạo sự thông thoáng cho mặt tiền của căn nhà, giúp rước lộc trời ban. Trồng nhiều cây xanh tạo sức sống mãnh liệt, nhưng không nên trồng quá nhiều cây chắn ánh nắng vào nhà, tạo sự âm u và ủy khuất cho căn nhà. Trên đây là tổng hợp các nguyên tắc về cách xem phong thủy nhà ở để góp phần rước tài lộc vào nhà cho gia chủ. Kiến trúc Trịnh Gia hy vọng bạn sẽ tìm ra được cách xây dựng cho mình một tổ ấm trong tương lai, không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn hợp về phong thủy. Phong thủy về nhà bếp để đón tài lộc vào nhà. Khi thiết kế phong thủy cho một ngôi nhà, gian bếp là một trong những không gian được coi trọng hàng đầu. Xét về công năng sử dụng, bếp là nơi chế biến đồ thức ăn uống để tạo ra năng lượng cho cuộc sống gia chủ. Ăn uống tốt không chỉ đảm bảo sức khỏe mà còn góp phần
duy trì nề nếp, đảm bảo hạnh phúc gia đình. Bếp đặt không chuẩn phong thủy, gia chủ không có những khó khăn về tiền bạc mà sức khỏe của mọi người, nhất là người nữ trong nhà sẽ bị ảnh hưởng. Về những tranh cãi về hướng bếp, các tài liệu phong thủy cổ xưa cho rằng hỏa là môn, tức là cửa lò, được tính là hướng bếp. Cũng vì thế mà nhiều người coi hướng bếp là hướng của đường đưa nhiên liệu vào. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, nhiều kiểu bếp mới ra đời như bếp ga, bếp điện, bếp từ với những nguyên lý sử dụng rất khác nhau. Gặp những trường hợp này, gia chủ sẽ rất khó khăn để tìm ra một hướng bếp đúng cho nhà mình. Xuất hiện quan niệm tính hướng bếp là hướng nút vặn công tắc của bếp ga, nhưng khi gặp trường hợp nút điều khiển nằm ngay trên mặt bếp, hướng thẳng lên trời, thì với những loại bếp từ, bếp điện thì lại chưa tìm được lời giải cho thích hợp. Để có được lý giải chuẩn xác nhất về hướng bếp, chúng ta cần hiểu về nguyên tắc chung nhất, đó là lý thuyết về khí. Trong phong thủy, khí tạo ra do sự vận động tương tác của con người. Bếp được nạp khí chính là do thao tác nấu ăn của gia chủ. Vì vậy, hướng bếp chuẩn nhất phải tính theo hướng nhận thao tác từ người nấu. Như vậy, hướng bếp sẽ luôn là hướng ngược với mặt của người nấu hay là hướng lưng của người nấu. Khi đã nắm bắt được rõ nguyên tắc chung về hướng bếp, thì dù bất cứ các loại bếp nào, dù là bếp ga hay bếp từ, hồng ngoại hay là bếp than, dù truyền thống hay hiện đại, ta vẫn có thể tìm ra hướng bếp rõ ràng. Bếp nên tọa ở hướng cát hay là tọa ở hướng hung. Những tài liệu phong thủy cổ xưa như Bát Trạch, Minh Cảnh đưa ra những nguyên tắc bếp phải tọa ở hướng cát, tức là bếp phải nằm ở hướng xấu và quay về hướng tốt. Tuy nhiên, hiện nay quan niệm này cần phải có những điều chỉnh cho phù hợp. Thời văn minh nông nghiệp, con người thường sử dụng các nhiên liệu như rơm rạ, than củi để đun nấu, nên khu bếp thường là nơi có nhiều khói bụi, ô nhiễm. Khi đặt nó ở những vị trí xấu là rất hợp lý. Trong phong thủy thì những nơi mang nặng lượng xấu phải đặt ở cung xấu của gia chủ để lấy độc và trị độc. Tuy nhiên, hiện nay trong xã hội văn minh, khu bếp đã khác rất nhiều so với trước. Khu bếp không còn ô nhiễm như xưa mà rất sạch sẽ, gọn gàng. Vì vậy, đặt bếp ở những phương vị tốt, tức là cần tọa cát hướng cát, sẽ hợp lý hơn. Ngoài ra, nhất phải đặt ở nơi vượng khí thì mới thịnh vượng, làm ăn thường tiến được. Nếu có thể đặt ống khói hay hút mùi tại phương vị xấu của căn nhà để lấy hung chế hung. Một số kiêng kỵ trong gian bếp. Một khu bếp theo phong thủy trước hết cần phải tàng phong tụ khí. Vì thế nếu bếp đặt ngay thẳng cửa chính là không lành. Trường phái Dương Trạch Tam Yếu có viết: khai môn kiến táo, tiền tài đa hao, mở cửa nhìn thấy bếp, tiền tài hao hụt nhiều. Ngoài ra, phong thủy còn quan niệm nếu bếp trực xung với cửa chính sẽ tạo cho người những thói quen không tốt như hay rượu chè, trẻ con hay ăn, lười học. Thông thường, để không bị lộ táo, các chuyên gia phong thủy thường bố trí bếp ở gian sau của căn nhà và dùng các vách ngăn hoặc quầy để che chắn bếp, tránh lộ liễu, vừa tạo điểm nhấn sinh động cho không gian nấu nướng. Bếp tượng trưng cho hành hỏa, vì vậy khi thiết kế bếp nên tránh đặt đối diện với chậu rửa, tủ lạnh, máy giặt chứa nhiều thủy khí. Thủy hỏa tương xung dễ ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà. Bếp là nơi nấu nướng phát sinh nhiệt nên rất nóng bức. Khi đun nấu, bếp còn tỏa ra mùi thức ăn, khói, dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, nếu được cần tránh để bếp bên cạnh hoặc trực diện với cửa phòng ngủ, tránh ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi. Ngoài ra, đối với nhà cao tầng, tránh kê giường ngủ thẳng trên bếp nấu dễ làm cho người ngủ bồn chồn không yên, dễ nảy sinh tâm lý nóng nảy. Để đảm bảo vệ sinh cho bữa ăn hàng ngày, cần giữ khu bếp luôn sạch sẽ và gọn gàng. Bếp đối diện với nhà vệ sinh, áp lưng vào nhà vệ sinh hoặc đặt phía dưới nhà vệ sinh đều chưa chuẩn. Những khí xú uế vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến đồ ăn khi đun nấu về lâu dài, không tốt cho sức khỏe mọi người trong gia đình. Khi thiết kế bếp, cần tránh để sát khí từ các góc nhọn chiếu vào bếp. Ngoài ra, những dụng cụ sắc nhọn như dao kéo nên đựng trong đồ hộp để tránh lộ ra bên ngoài. Bếp cần tránh đặt dưới các thanh rầm hoặc dưới gầm cầu.
Thang khiến chi khí bị đè nén sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Công việc kinh doanh cũng dễ bế tắc, không hanh thông. Thank you.